Hello chào bạn nhà, là bộ Việt sẽ đi cứu thế giới cùng Adom Linh Tượng Vũ Lữ, cùng trải nghiệm map 10 vs 10 cực vui, cực đông và cực lag. Nếu anh em nào máy yếu một chút xíu là thôi, khỏi chơi cái map này luôn. Mà anh em máy vừa vô map thì cũng rất là lag, không để bật mắc cấu hình giống mô Việt được đâu. Trang phục này là trang phục hữu hạn xuất hiện trong vòng quay 12 ô, cùng trang phục bậc SS Nauriel Thánh Quang Sứ. Anh em nào kết hai trang phục có cùng màu sắc màu trắng này thì nhớ vào quay nha. Quay thì tất nhiên là hên xui rồi. Adom trong cái map này là một vị tướng rất là trâu, bởi vì khả năng hồi phục nó được tăng cường lên rất nhiều, đặc biệt có linh thú nó to hơn. Cái trang phục này các bạn có thể thấy là đầu linh thú nó hơi sáng một chút xíu này, mình không nhìn rõ là con gì, hình như là con voi, đầu con voi linh tượng mà anh em ơi. Vừa trải nghiệm map 10 vs 10, vừa trải nghiệm trang phục mới, cảm giác thì cũng rất là phê. Hy vọng thì với cái đội trâu của Adom mình có thể là càn quét bảo kê team, đỡ đòn cho team, hút đam cho team, làm sao team bắn free được. Ok, let's go. Trước hết thì mình sơi con bùa xanh cái đã, bởi vì team mình không ai sơi, để không thì quá phí luôn. Hiện tại không biết anh em đã cập nhật hết phiên bản mới chưa. Anh em nào chưa cập nhật nhớ comment bên dưới nha. Nhớ là ghi rõ lý do là tại sao lại chưa cập nhật được. Mọi người chơi hết được rồi, bạn chưa chơi được thì hơi bị buồn đấy. Đảo linh thú, ui bị choáng không kịp thủ khối anh em ơi. Theo mình thấy trang phục này không đẹp bằng trang phục của Adom, trang phục bậc ES Vũ Khúc Long Hổ, mà nó rẻ hơn nha. Vòng quay 12 ô thì anh em hên thì chắc là mất 100 quân huy thôi, anh em hên nữa thì vài chục quân huy, anh em nào đen thì mấy trăm quân huy. Mình thấy là Adom trong map này thả kỹ năng 2 liên tục này. Từ nha, mình hồi máu đã. Rồi bây giờ thì có 3 con linh thú. Hồi máu này thì sao đỡ được đây. Qua wow, cái đầy máu luôn. Càng đông càng vui, địch càng đông chiến càng phê. Ôi đông quá. Về thôi, ở trụ bắn sấp mặt bây giờ. Ôi cứu mình các bạn ơi, cứu mình. Và wow, không tóm được, Zephyr rất trâu. Halloween về đi để mình quẩy cho. Mình đang quẩy trong hy vọng với sự hút. Ôi Violet kìa, Van Halen kìa. Ôi mai chuối, cái game Van Halen của lúc bụi chứ. Quả này là chơi nhau à? Có hiểu. Người thì đang bị team bạn đập sấp mặt, người thì lúc bụi ngắm chim trên trời.
Đôi xíu nào các bạn ơi. Rồi. Cố lên Kỳ ơi, làm cái gì vậy bạn? Rồi tóm được Kỳ này. Tàng hình. Rồi đồng đội lại tiếp tục ngã xuống và mình lại bơ vơ rồi. Nhưng mình sẽ quẩy tim. Mình sẽ nùa tim bạn, mình sẽ cân tim. Ồ mày chuối, hình như đấy thanh niên có đao chi hồn rồi nè. Hỏng rồi, cho quân địch đông quá nhở. Đông quá, ôi thôi thôi thôi, bốn bạn ơi. Em sai rồi. Em sai rồi, quẩy anh em ơi, đừng dùng chiêu 2 nhá, cứ quẩy chiêu 1 thôi. Không mất máu luôn. Tả chiêu 2 nè. Tả chiêu 2 tiếp nè, có mạng tiếp anh em ơi, bất tử luôn rồi. Quá ghê, chị Adu của chúng ta quá ghê, mặc dù team bạn có sách chi hồn. Nhưng mà nói chung là cũng quẩy rất là phê. Cố gắng trận đấu này bất tử nha anh em ơi. Mở rất là gắt rồi, về về nha các bạn ơi. Về nhà mình nghỉ ngơi dưỡng sức cái đá. Tẹo nữa rồi quẩy tiếp. Quẩy phê thật anh em ơi. Chưa bao giờ đánh Adu mà cân 4, cân 5 như vậy được. Chắc là chỉ có trong map 10v10 này thôi. Ở map này thì có mấy con chất là trâu bò như kiểu Tara hay là Arum này đều khả năng hồi phục rất khủng. Nhưng mà lên món đồ khắc chế cái này thôi cũng yếu hẳn đi đó anh em ơi. Map này mình nghĩ là Arum là vị tướng mạnh từ đầu đến giữa game. Nhưng mà late game thì lại không được như thế nha. Bởi vì khi late game thì nhiều đồ khống chế rồi, nhiều đồ khắc chế rồi. Và đặc biệt nữa là team bạn thì cũng full đồ bắn siêu thốn luôn. Có kiếm Muramasa, thương xuyên phá, đồ chí mạng các kiểu bắn thốn. Thôi rồi anh em ơi. Thế này chỉ cần khỉ thì mình đánh hay là thắng nha anh em ơi. Cái map này con khỉ nó cũng rất là khỏe luôn. Ở trên này The Flash thì mình cũng đánh khá là tốt này. Đây nè các bạn ơi. Ui tóm nhầm anh béo luôn. Hỏng rồi. Béo trâu thế nhở. Thả chiêu 2 tiếp này. Rồi tiếp được béo thì team mình cũng chạy đeo hết rồi. Đây nè các bạn ơi. Đó, cứ lên thôi. Chạy đâu ở Van Hên. Còn Zen Fit này. Một mình quẩy tim luôn. Thanh niên này tính làm gì? Tính làm cái gì đây? Không phải châu VKC đâu, mà châu VCC luôn. Tóm này. Ô đánh đi bạn ơi. Ô mai chuối làm gì vậy? Mình nên cũng nhầm đồ luôn rồi anh em ơi. Bán đi nha. Lên huân chương choi hay là hết kêu thịnh nộ. Ok, có khi là mình nên cài áo cho băng giá nha anh em ơi. Tăng thêm khả năng khống chế. Mà bây giờ mình khống chế cũng ok rồi thôi nên ra không mạnh. Đó, tiếp tục quẩy nha. Lên nào, quẩy lên anh em ơi. Xuống làm gì rồi phải lên. Nên, quẩy đi. Quẩy đi, đó. Quẩy cái thì bạn lát hết đội hình luôn. Bây giờ đẩy thẳng nha. Đẩy thẳng đường giữa này. Team bạn mất 6 người rồi còn 4 người thôi. Thì mình còn 9 người. Hôm nay không đẩy không thắng thì thua luôn ý. Ôi, bắn rát thế nhở. Bắn đi bạn ơi, cứ bắn đi. Mỏi tay thì thôi. Lên nào. Rồi hay quá. Ui tóm được Murat kìa các bạn ơi. Tóm hơi xa và team mình không kịp bắn luôn. Rồi thôi lui xíu nào. Team bạn toàn chơi móc lốp thôi. Đặc biệt thanh niên Murat. Bắt được Murat rồi. Hay quá. Ra bảo Kezon bạn ơi. Hay thanh niên kia ăn. Ủa mày chú ý tại sao đánh thua là chắc là đang chơi.
Tất cả team đi đẩy đường hai bạn ăn tạt thần à, ăn con rồng ăn mà ăn bây giờ chứ xong nha. Ăn nhanh đi các bạn ơi. Rồi rồi bây giờ hỗ trợ mình nào. Quay lao quay lao quay lao quay lao. Ôi khỉ ơi, đánh 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 mặt hên kìa. Rồi xong rồi. Ôi đau quá. Ôi sao đông thế nhở. Ôi ôi canh ơi, cứu 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 cứu. Trời ơi mày chuối. Thôi xong rồi anh em ơi. Thôi xong rồi anh em ơi, mình vẫn sống. Lại đầy máu luôn. Ghê không? Quá ghê. Quá ghê luôn, mình chưa thấy sao nó trâu như vậy được. Trâu vàng đất Việt. Quá trâu luôn chứ phải dạng vừa anh em ơi. Bây giờ mình thấy ai mình cần hết nha. Ôi tôi có sách truy hồn. Hỏng rồi. Nó có sách truy hồn mà hồi vẫn được 400 máu phát này. Thanh niên cầm đao truy hồn nè. Ôi thôi xong rồi. Hỏng hỏng anh em ơi. Giờ flash thì mình không hồi máu được. Thôi xong rồi. Bạn đã có nhu cầu mua đích Lego Mobile uy tín giá rẻ nhất Việt Nam, hãy đến với shop mobileviet.vn. Ở Lego Mobileviet bán lích Lego Mobile, mọi lích trên shop 100% có thể đổi mật khẩu được. Toàn thanh niên đam to. Mày chuối chẳng ai thèm cứu luôn ý. Mọi người chạy đi farm, mọi người chạy đi ăn đồng, rồi mọi người chạy đi tất cả mọi thứ. Mà không để ý đến việc là Adum đang bị hấp dream nãy giờ. Bó chiếu luôn. Không ngờ nó chết được. Chết thật chứ, đánh mãi phải chết. Châu thì đồng lâu cũng chết mà. Làm sao có chuyện nó bất tử được. Rồi xong rồi. AD cứ lang thang thế, khỉ đập cho lát người. Thế này đánh sao đây. Lúc mình bị tin bạn quay dồn sát thương hết vào mình rồi. Anh em không thèm ra bắn, không thèm hỗ trợ. Anh em đi ăn rồng. Ăn rồng. Bây giờ anh em fit thì mình đánh làm sao đây. Quá là ban đi căng anh em ơi. Cái map 10 đánh 10 này khánh gánh team rất là khó luôn anh em ơi. Bởi vì tại sao có đến 10 người. Một trận đấu 5 người đã thấy khó khó rồi. Map 10 người càng khó hơn. Hiện tại máy chơi game Android mình cảm thấy phê nhất thì chính là con OnePlus 7 Pro. OnePlus 7 Pro nhưng em ơi, mới ra luôn. RAM 12GB. Bạn mua cái con RAM 12GB ý. Đó. Chip thì chip thì các bạn dùng con Snapdragon 855 ý. Đó, cái con đấy nó mắc cấu hình. Các bạn chơi game gì thì chơi mượt thôi rồi. Ok, có các bạn nào về về thủ khỉ được không? The Flash về thủ khỉ nha. Ui, đông quá. Bạn rất là gắt. Về thủ khỉ nha, một bạn về thủ khỉ. Bạn Violet mình thấy cứ lang thang không hiểu làm gì luôn anh em ơi. Ở Van Hên về thủ nữa đi. Ủa mạch chuối thôi hỏng rồi. Mất một đường rồi anh em ơi. Căng quá, thôi mình cứ chiến đấu vậy. Về cũng không về được. Ơ kìa, kỳ cân tim à. Thôi xong rồi. Ổng anh em ơi, kỳ cậy của con rồng to. Bạn đấy cân hết. Ok, như vậy thì không cứu được thế giới rồi. Video clip của Mobile Việt đến đây hết. Xin chào anh em, mình bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.